AC Milan sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Rất táo bạo, chờ rất tốt. Jakub Janto. Adnan Amin. Nicolas Muru. Ném biên cho Milan. Và đó sẽ là một cú đá phạt. Theo Hernandez. N'Golo Kanté. Eden Hazard đột phá. Một pha dứt bóng đầy kỹ thuật đánh bại hậu vệ đối phương. Sút. Thủ môn không cần di chuyển vẫn bắt được bóng. N'Golo Kanté. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Có thể phối hợp. Có cơ hội ngay bây giờ. Chích cột rồi. Áp lực rất lớn từ đối phương và bóng đã sang ngoài sân. Một hai và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Theo Hernandez. Verratti. Eden Hazard. Bergwijn. Sút đi. Thủ môn đã rất cố gắng nhưng anh không thể giữ được quả bóng. Nicolas Muru. Carolina đi. Trọng tài báo hiệu chỉ có 2 phút bù giờ. Bergwijn. Eden Hazard. Hiệp 2 sẽ đã bắt đầu với quyền kiểm soát của Sampdoria. Eden Hazard.
De Bruyne. N'Golo Kanté. De Bruyne. Những pha bật bật khá đẹp mắt. Một quả phạt góc rõ ràng. Thật tuyệt khi sút. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Edgar Osvaldo. Luka Modric. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Bóng đã lăn qua đường biên cuối sân, xe có phản góc. Sút. Wow! Bàn thắng được ghi cho Milan. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Huấn luyện viên chủ bị rút một tiền đạo cánh ra khỏi sân vì chính anh ta đã làm chưa tốt vai trò của mình là khuấy đảo, đột phá vào hàng phòng ngự đối phương. Vâng, các bạn có thể thấy trong những phút vừa qua tiền đạo này không thể có nổi một đường kiến tạo nào cho ra hôn cả. Jakub Janto, Nicola Muru. Đây là một kế hoạch khá mạo hiểm. Họ tin họ phòng ngự đủ tốt nhưng thực tế hình như chưa đủ phải không? Vâng, chúng tôi biết. Bàn thắng thì ai cũng muốn, nhưng cách chơi phòng thủ như thế này thì khả năng không có bàn thắng còn cao hơn. Huấn luyện viên của họ nên thay đổi ngay lối chơi nếu muốn có kết quả khả quan hơn. Chỉ cần một cú tấc bóng để qua đó. Eden Hazard. Tăng tốc. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Chiến thắng đã đến rất gần với đội bóng chủ nhà. Hoàn toàn đồng ý. Hãy nhìn những đôi chân run rẩy của cầu thủ bên kia kìa. Họ không thể nào gỡ hòa được với áp lực thi đấu lớn đến như vậy. Gareth Bale đột phá. Một pha sút bóng đầy kỹ thuật đánh bại hậu vệ đối phương. Họ vẫn có thể có một tình huống, một thời điểm quyết định trận đấu. Không nên vào lỗi vào lúc này. Nicola Muru. Hai khung giờ sẽ đến vô địch của hai đội. Bartosz Berezinski. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Woo-hoo! Woo-hoo!
Milan sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Modric bật tường. Luka Modric. Theo Hernandez. Bonucci. Luka Modric. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt đứt đợt tấn công. Gomez đột phá. Một pha dứt bóng đầy kỹ thuật đánh bại hậu vệ đối phương. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Salem Andassori. Ansarani. Salem Andassori. Nguy hiểm, pháo đi. Sebastian Jovito. Sút trúng cột. Mất bóng. N'Golo Kanté. Godwin. Theo Hernandez. Cầu thủ Milan vừa có một pha phạm lỗi. Cần phải cẩn thận hơn nếu bạn không muốn cắm sớm thì nhận thêm thẻ phạt. Theo Hernandez. Eden Hazard. Bóng như đang khiêu vũ. Và đây là cú sút. Nên chặn tay vào bóng là mười hướng như bất đi vào khung thành. Đó là pha cứu lòng tuyệt vời. Vâng đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt. Bóng bay vào góc xa khung thành. Và Milan đang là đội dẫn trước. Và đây là pha tấn công của cầu thủ Al Hilal. Đó là pha cản phá rất xuất sắc. Anh ta đã xoạc xuống bóng nhưng bóng đi hết đường biên dọc. Đường chuyền quá thông minh. Trọng tài đang làm tất cả gì có thể để cho trận đấu tiếp tục. Làm thế nào để chống? Sút đi. Đó là pha cản bóng thân sâu. Một quả phạt góc rõ ràng. Có chuyền bóng như thế. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Đã cướp được bóng. De Bruyne bật tường. Đã có đồng đội hỗ trợ De Bruyne. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Sút tuyệt vời. Đó là pha kết thúc rất gọn gàng, bóng bay lên góc trên cùng của khung thành. Anh chàng thủ môn đã hoàn toàn bất lực. Tỷ số hiện tại là 2-0. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Tuyệt vời đấy. Hiệp 2 sẽ bắt đầu với quyền kiểm soát của Al Hilal. Làm gì đây? Eden Hazard.
Luka Modric. Chút phá dứt điểm không tốt. Chang Hyun Soo. Cho AC Milan. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Gustavo Quella. Bonucci vừa có pha phóng lên. Luka Modric. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Salem Andassori. Ansarani. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Cản phá rất đúng lúc. Gustavo Quella. De Bruyne. Luka Modric. Trận đấu chỉ còn 5 phút nữa thôi. Đó mới là một cơ hội. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Zlatan Ibrahimovic. Không còn cơ hội cho đối phương. Lại một thắng nữa. Họ đã dập tắt hy vọng của đối thủ. Cầu thủ đang cố gắng giữ tên mình lên bàn tỷ số. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay. Trận đấu một chiều. Có hiệu chỉ số 2 phút bây giờ. Cần phải cẩn thận hơn vào thời điểm này. Rõ ràng sẽ có thể một thẻ vàng để rút thẻ. Vâng, trọng tài đã rất dứt khoát khi rút thẻ, đó là một quyết định chính xác. Anh Huy này trong lượt thi đấu. Keep it moving, go high, go high.
Xin chào, tôi là Quang Huy và Quang Hùng. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả các bạn trong trận đấu tuyệt vời sắp diễn ra. Eric Kunga. Điều tấn công rất hay. Anh có thể sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Phạt góc cho Fiorentina. Pha bóng tốt. Thật tuyệt khi sút. Mất bóng. Eric Kunga. Rất tốt. Dan Bertragas Esteval. Ném biên cho Milan. Pogba. Nếu không bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Kunga. À, anh ấy đã bỏ lỡ mục tiêu. Ô, hàng rào đang lén lút di chuyển lên. Trọng tài yêu cầu hàng rào phải đứng đúng vị trí quy định. Phan Anh Liên được thực hiện rất nhanh để giữ thế trận tấn công. Đã có đồng đội hỗ trợ Guardado. Cú sút không trúng đích. Một quả phạt góc rõ ràng. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Rất bất ngờ mà anh ấy đã mất bóng vào trận đối phương. Dan Bertragas Esteval. Frank Ribery. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Subi. Thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Phạt góc nguy hiểm dành cho AC Milan. Eric Kunga.
Badeli. Kevin Quinn Batang. Hiệp 1 của trận. Hiệp 2 đã bắt đầu với quyền kiểm soát của Milan. Guardado bật tường. Pogba. Coutinho. Chút. Wow. Bàn thắng được ghi cho Milan. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Và Milan đang là đội dẫn trước. Vâng, anh ấy đã dứt điểm thất bại. Eric Pulga. Pogba bật tường. Chút. Oh, anh ta đã chủ được bóng. Như vậy là chàng tiền đạo đã không thể ghi được bàn thắng thứ hai. Yeah. Đã có quyết định được đưa ra, trọng tài đã căng cờ và đó là tình huống phi vị. Tôi muốn nhìn lại pha bóng đó một lần nữa, thật khó để xác định rằng anh ấy có phi vị hay không. Alessio Romagnoli. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Tambe vừa có pha phóng lên. Matic. Coutinho. Quý vị rồi, tiếng gọi vừa vang lên từ trọng tài chính. Đó là một tình huống quý vị rất rõ ràng. Matic. Frank Ribery. Kevin Prince Boateng. Javi Lopez. Tiền đạo không thể bị chặn lại. Chúng ta đang trong thời điểm cuối cùng của trận đấu, nhưng tất cả mọi người vẫn đang theo dõi rất sát mọi tình huống trên sân. Tình huống lấy bóng của Vertonghen. Matic. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Frank Ribery. Đó thực sự là một cái gì đó mà cầu thủ rất là xấu hổ. Tôi nghĩ như thế. Vâng, tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ bị phạt bởi huấn luyện viên của mình. Thực hiện pha sút phạt. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Zlatan Ibrahimovic. Một thắng tuyệt vời trong một tình huống đá phạt. Ngay sau khi trọng tài thổi còi, tôi cảm thấy sẽ có bàn thắng từ tình huống này. Gia tăng khoảng cách tên thành 2-0. Marco Benassi.
Pomiken Lirola cố sốc. Barcelona là đội giao bóng và trận đấu đã bắt đầu. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khi giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Rất kỹ thuật để cú tâm bóng đúng thời điểm. Họ không thể sút thấp được sau. Cơ hội là đây. Đó là một quả ném biên. Luka Modric. De Bruyne. De Bruyne bật tường. N'Golo Kanté. Theo Hernandez. N'Golo Kanté. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Griezmann. Daniele Rugani. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Chuyền bóng lại. Thủ môn bắt được bóng một cách dễ dàng. Kenny Lala. Griezmann. Tình huống hay. Đột phá. Một pha phòng ngự rất tốt. Họ không thể tấn công. Messi. Đối thủ ngay khi giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng.
Luka Modric. Verratti. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Virgil van Dijk. Theo Hernandez. Sút, một tình huống cản phá xuất sắc của Mandanda. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. De Bruyne. Verratti. Và đang chưa đến, tỷ số vẫn chưa thể thay đổi. Vâng, một trận đấu căng như dây đàn cho đến tận phút cuối cùng. Sút đi. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Luka Modric đã có đồng đội hỗ trợ Modric. Và đây là cú sút. Ghi bàn rồi, cú đá đưa bóng tập cột và đi vào khung thành. Bàn thắng, bây giờ anh thấy đang ăn mừng. Đồng đội của anh ta cũng đã sẵn sàng chạy lại ăn mừng. Một bàn thắng rất đẹp. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Hai bây giờ cho những nỗ lực của hai đội. Từ một pha tấn công khá thoáng, đã mất bóng được chơi đối thủ. 1-0 là hiệp hai được bắt đầu với quyền kiểm soát của Milan. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Một cơ hội để đánh đầu. Bóng đi thì cô dọc. Pha đánh đầu hơi thiếu chính xác. Có cơ hội ngay bây giờ. Phạt góc cho Milan. Chuyển đi. Đường chuyền xuất sắc. Griezmann. Ôi, bóng đã được giữ lại. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Sergio Busquets. Modric đang tham gia tấn công. Verratti. Luka Modric. N'Golo Kanté. Verratti. Đường chuyền tốt. Messi. Griezmann. Chuyền bóng lại thành công. Rivaldo. Roberto Carlos. Bonucci. Verratti. Theo Hernandez. Đó là pha cản phá rất xuất sắc. N'Golo Kanté.
Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt đứt được tấn công. Vâng, đó là thời điểm mà họ nghĩ họ sẽ ghi được bàn thắng, nhưng các trận đấu hôm nay đã thất cờ. Họ đã bắt đối vị của anh ta trong tình huống đó. Cần phải làm gì đó khác hơn để thay đổi cục diện trận đấu này. Đó là gì mà các khán giả chủ nhà đang gào thét? Phải là như vậy. Các cầu thủ chủ nhà dường như đang quên mất họ đang được chơi trên sân nhà. Rivaldo. Đó là một cơ hội tuyệt vời. Họ có thể hoàn thành nó. Tại sao lại phung phí một cơ hội như vậy? Đúng là như thế, một cơ hội quá tốt để cân bằng tỷ số của trận đấu. Quá đáng tiếc. Giữ thăng bằng rất tốt và đã tránh được pha vào bóng của đối phương. Có thể sẽ là một pha bật tường. Rivaldo. Thủ môn đã giữ người hết sức và đã cản được. Và sẽ là phạt góc cho Barcelona. Họ sẽ làm gì với quả phạt góc này đây? Nguy hiểm. Hết giờ, Milan đã giành. Playing games.